là hát mà mọi người có thể giải trí được. Thì bạn hát giải trí. Dạ, hát bài giải trí ra. Từ khi em đến làm anh đôi thay. Nói chung là mỗi người một cá tính, hy vọng rằng với cái tình yêu nồng nàn họ sẽ xóa đi những cái khoảng cách, những cá tính đó. Họ sẽ đến gần nhau hơn và một ngày nào đó họ sẽ ở cùng nhà nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh ạ. Chào bạn. Các bạn khán giả. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Lê Vĩnh Hoài Thương ạ. Nguyễn Lê Vĩnh Hoài Thương, tên dễ thương quá nha. Dạ, công việc hiện tại của em là VG ạ. Rồi, dạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, 25 ạ. 25. Rồi, xin mời chàng trai. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Nhật. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em 26 tuổi. Làm nghề gì? Em làm nhân viên văn phòng, chuyên về lĩnh vực của em là marketing online. 26 tuổi, còn trẻ quá mà. Dạ, chắc muốn cưới vợ. Muốn lấy vợ rồi? Dạ, cam đoan luôn. Mình muốn hay là gia đình hối thúc? Em muốn. Em muốn? Dạ. Bao lâu là lấy, bao lâu nữa lấy được? Được thì em lấy luôn. Ôi vậy hả? Nhưng mình đã có chuẩn bị gì chưa mà đòi lấy luôn? Dạ em có một túp điều chanh và hai trái tim vàng rồi chị. Không, bây giờ thì anh nghĩ rằng cái điều này khó lắm. Mình phải chuẩn bị cái gì cụ thể. Thì cụ thể thì em cũng đã có rồi. Nãy em chỉ nói vui thôi thì bố mẹ em đã có chuẩn bị hết cho em rồi. Quê em ở đâu? Dạ em ở dân Sài Gòn luôn. Dân Sài Gòn luôn hả? Dạ. Rồi vậy là chuẩn bị rồi ha. Bên kia dạ. Sao? Dạ. Thấy bước đầu thuận lợi chưa? Ở Sài Gòn thì tiện rồi ạ. Anh ơi, cho em xin phép hỏi là công việc của anh là mình làm thời gian là vẫn 8 tiếng hả anh? Ừ, công việc của anh đa số làm hành chính. Em còn... nói mình hướng dạ, hướng qua kia kìa. Cổ coi như cổ bà nó tưởng tượng nói chuyện với người yêu bà đi. Dạ, công việc của em là mình chỉ làm có 5 tiếng buổi tối thôi. Buổi tối anh có rảnh hay là bận à? Buổi tối thì anh dành toàn quyền cho em. Dạ, nếu mà em chỉ đi làm buổi tối không thì sao ạ? Thì chắc anh lâu lâu anh xin nghỉ để đi chơi với em. Dạ. Có nghĩa là giờ người này làm ban ngày, người này làm ban đêm. Dạ. Chà, mặt trăng mặt trời cách trở hả? À, em có những cái điểm mạnh nào? Sở trường của em là ca hát với lại giao tiếp, chăm sóc khách hàng ạ. Wow. Thôi mình làm bản nhạc nghệ trước đi rồi dạ. Tính gì đâu tính. Em xin trình bày bài A Little Love ạ. A little love, little kiss, little hug, little give, on a little something, there's some memories. You make me cry, make me smile, make me feel the love is true. You always stand by my side, I don't want to say goodbye. You make me cry, make me smile, make me feel the joy of love, oh, kissing you. Bạn nam cảm giác, cảm nhận như thế nào khi nghe giọng hát của bạn nữ? Em không biết cảm nhận sao nhưng mà ưu điểm của em là hát mà mọi người có thể giải trí được. Thì bạn hát giải trí. Dạ, hát bài giải trí rồi. Bạn giải trí sao? Bạn giải trí rồi. Từ khi em đến làm anh đôi thay, từng trái tim em làm bao đôi thay. Vì anh biết rằng được nghe tiếng cười. Đó giải trí thì. Giải trí. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Mỗi lần buồn buồn bạn hát lên vui à. Được, cái này dễ thương nè. Chị thấy em rất là dễ thương mà cũng giỏi nữa. Thì không có người nào đeo đuổi mình sao? Dạ, môi trường làm việc của em thì đa số gặp gỡ khách hàng rất là nhiều. Nhưng mà hầu như không có người phù hợp ạ. Thế nào là phù hợp với em? Em muốn người như thế nào? Dạ, chững chạc, biết quan tâm, chăm sóc, từng trải. Từng trải? Dạ. Con người lạ quá nha. Dạ, từng trải trong tình cảm ạ. Từng trải trong tình cảm nghĩa là em muốn cái người đã trải qua nhiều mối tình. Ủa, tại sao lại như vậy em? Dạ, tại vì họ sẽ chững chạc hơn. À, dạ. Bên kia được mấy mối tình? Dạ em được một mối tình chị ơi. Rồi vậy là chưa có kinh nghiệm rồi, chưa từng. Nhưng mà nữa. Một mối tình là yêu chính thức, còn đơn phương thì em cũng nhiều nên cũng trải cũng nhiều. Nhiều là nhiêu? N lần chị. Đơn phương không à hả? Dạ đúng rồi. Đơn phương thì mình có cái kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tấn công và rút lui chị. Là sao? Cụ thể luôn. Cụ thể là em tấn công, nếu mà đối phương không đáp trả là em rút lui liền. Trời ơi.
Không có đeo đuổi chân hả? Tấn công cũng dài lắm anh. Mình nhờ người khác giới thiệu người bạn gái cho mình thì người đó sẽ là tay trong của mình. Rồi, có gì báo liền ha. Dạ, có gì báo hoặc để mình tăng tốc lên anh. Nhất cự ly nhiều tốc độ anh. Em theo đeo đuổi người ta khoảng bao nhiêu lâu người ta không phát tín hiệu lại thì em rút lui? Bất quá tam là 3 tháng chị. Chị là không có kiên nhẫn đeo đuổi rồi. Có người ta đeo đuổi cả năm trời vẫn còn đeo đuổi mà. Thì cũng tùy theo tình hình thực địa anh. Hoài Thương, em có những cái điểm yếu nào? Về điểm yếu á, thì em hơi nóng tính, với lại rất là thẳng thắn, hay la. Giống như người yêu làm gì đó mà mình phật lòng thì mình hay la lại lắm. La là la là sao? Ví dụ? Dạ, làm gì giờ trễ vậy? Đi chơi thiếu gì ghê vậy? Thì mặc kệ. Kệ kệ gì hỏi chi? Sân si. Sân si, ai sân si trước? Giờ muốn sao? Thì hỏi ai hỏi chị? Sao em nghe giống trọng gì chị Cát Tường trợ giúp cho người thân vậy? Đâu có. Thương đang nói với em đó, ta đang hai người thử tranh cãi con nghe làm sao mà. À muốn sao hả chị? Muốn Huệ. Muốn Huệ thôi, Huệ đi. Bây giờ em cần người bạn gái như thế nào? Em cần một người bạn gái là hiểu và biết chia sẻ với em. Khi có những chuyện như em đi trễ thì hỏi rõ lý do tại sao đi trễ và đi với ai, có lý do gì mà đi trễ chứ không phải là vô là nạt như vậy. Cứ nạt quá em sợ em chạy luôn. Đó, bên đây nhu cầu gì không thích vậy? Điểm nào ở người bạn trai? Lăng nhăng, để bụng, hay nói dối. Sân si chút được không? Dạ không. Đớp chát giống nãy vậy đó. Dạ thôi. Chị cũng không thích những người mà hơn thua với phụ nữ, nhất là người mình yêu thương. Dạ. Nhịn câu có chết đâu ông. Sân si. Về cái mẫu, về ngoại hình, em thích một người như thế nào? Em nhìn em có cảm tình là được. Em nhìn em có cảm tình. Dạ thua, để em nhìn đi. Có cảm tình lắm đây. Vậy sân si lắm nha ông. Nãy giờ người ta vẫn chơi thôi mà, tao nói cho vui chứ làm gì đó nữa. Bên đây cái mặt cười tươi lắm, nói giỡn thôi chứ đâu có cảm thẳng gì đâu. Em lên cái mặt em tươi lắm chị. Phải không? Thiệt. Đi đâu giờ này mới về? Dạ tại là đi với khách hàng một xíu chị. Tại em muốn lo tương lai hai đứa này phải tiếp khách hàng trẻ một chút. Bây giờ lấy nhau là ở hai vợ chồng hay là ở với ai? Dạ đến thời gian đầu thì em có thể ở với bố mẹ. Sau thời đó thì em sẽ tìm đường rút tìm lui đường ra chỗ khác. Mà có tiền chưa? Nhưng mà em có khả năng chị. Mà có tiền chưa? Sắp có rồi. Ngày nào em cũng mua 5 đĩa số đó. Mày muốn lấy vợ không? Dạ muốn. Đừng giữ mặt với tôi nha. Mà mai mối bà giữ ghê không? Trả treo. Ta dễ thương ghê mà nói. Anh qua coi mặt giùm em anh. Coi mặt giùm ha. Dạ. Để anh coi thử coi. Chào. Dễ thương quá, chào bạn. Dạ. Anh nói chơi vui nãy giờ cái mặt anh đây anh cười tươi không mà. Nãy giờ anh giỡn đó. Quan trọng là lúc hai người gặp nhau. Dạ. Nhìn kỹ vào mắt nhau. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em họ với lại một cô nữa ạ. Dạ. Xem họ với cô em có thấy anh này được hay không nha. Dạ. Cô đó ạ, cô của Hoài Thương. Dạ chào anh Quyền Linh, chào bạn Cát Tường ạ. Rồi. Mình là cô của Hoài Thương. Dạ. Theo cảm nhận của mình khi mà mình gặp Nhật ở đây thì mình thấy là Nhật rất là hóm hỉnh trong suy nghĩ, mộc mạc trong cái anh em mình, cách mình nói chuyện. Và ngoại hình thì rất là đẹp trai nữa. Còn Hoài Thương thì ở ngoài rất là cá tính, mạnh mẽ và tự lập. Nhưng mà thật sự bên trong là một người con gái rất là mong manh và cần được sự chia sẻ, an ủi. Nên là nếu như mà Nhật thật sự là chân thành thì cô rất là mong là Nhật sẽ ở bên cạnh tìm hiểu và cùng nhau trao đổi mọi cái cho công việc trong tương lai, để mà cả hai có một cuộc sống hạnh phúc với lại nhiều cảm xúc hơn. Dạ, yeah. Rồi cảm ơn cô. Em có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn của em. Chào anh Quyền Linh, em chào Cát Tường ạ. Sao bạn? Dạ, em thấy bạn nữ này rất là xinh. Cũng thấy bạn rất là nghiêm túc. Mà tính tình của hai bạn cũng giống nhau nữa. Giống không? Giống. Rất là thẳng thắn. Cũng tếu nữa. Hai bạn nói mà hẹn hò chắc là hợp lắm á. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, chúng ta kéo mặt lại đi. Gặp mặt nhau 2 phút để xem cảm nhận của mình như thế nào. 2 phút bắt đầu. Anh có món quà anh tặng em. Dạ em cũng có quà tặng anh. Em mong là món quà này nó sẽ là thay thế em, nếu như mà không có em bên cạnh anh thì nó sẽ là món quà rất là ý nghĩa cho công việc của anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nữa. Thì mẫu bạn trai lý tưởng của em thì em thấy anh như thế nào? Dạ cũng dễ thương, có duyên. Dạ nhưng mà chưa nghiêm túc cho lắm. Em thấy anh chưa nghiêm túc thì nếu có thể hẹn hò thì anh sẽ thể hiện sự nghiêm túc của em, của anh cho em thấy. Dạ. Còn anh thấy em thế nào? Anh thấy em cũng chững chạc nhưng mà thua anh. Dạ. Em có muốn hỏi gì anh không? Anh có thích đi phượt không ạ? Đó là chuyên môn của anh.
Dạ, anh thích biển. Thích biển, thích núi và đã, nhưng dạ, mà thích biển nhiều hơn. Dạ, em thì đi núi nhiều hơn. Hy vọng là anh với em sẽ có thể một thời gian gần nhất sẽ có một chuyến đi phượt cùng nhau. Dạ. Em có biết nấu ăn không? Nếu như em thương người yêu thì em sẽ nấu. Nếu là một cái món đó em không biết nấu thì sao? À, hầu như món nào cũng biết nấu. Nếu mà không biết nấu thì sẽ xem sách. Nếu mà em cưới em về thì anh sẽ nấu 364 ngày thôi, còn ngày cuối cùng còn lại để em nấu. Để em đi chợ cho. Anh còn gì để hỏi không? Nhìn mặt em anh hơi bối rối, không biết nói. Trời gì hết. Cái mạng nó được không lên? Cái mạng chị? Không, nhìn mặt em thấy tự tin hơn. Sao kỳ vậy? Thì cứ nhìn thẳng vô mắt đi. Nhìn thẳng vô mắt coi thấy sao? Đúng là mẫu người của em đã chọn. Khi mà nhìn mặt em thì anh ước là cái đèn mình được kéo lên sớm hơn để anh có thể gặp gỡ và nói chuyện với em nhiều hơn. Sao nãy mới kêu bỏ màn xuống đi? Em đang tình cảm thì sau cuộc hẹn hôm nay thì anh hy vọng là em bấm nút và để có cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định rất là quan trọng. Nói chơi vui nãy giờ thôi, nhưng đã lúc chúng ta phải chọn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn gái đã không bấm nút. Bạn có thể nói lý do. Dạ, em cảm thấy không hợp ạ. Về tuổi tác thì bạn còn trẻ quá à. Với lại cái nhìn đầu tiên cảm thấy không thích. Cảm ơn em. Bạn nam suy nghĩ điều gì? Từ những cái nhận xét của bạn gái thì em có thể rút được kinh nghiệm nhiều hơn, đúng không? Dạ. Tôi nghĩ rằng là các bạn còn rất là trẻ, còn nhiều cơ hội. Có thể chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Tánh hai người hợp nhau lắm đó, nói chuyện nhau vui lắm. Dạ, em biết. Rồi, cảm ơn em, tặng em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Còn chiếc vé xem phim này tôi sẽ giữ lại. Tôi và các Tường sẽ đi xem.